nhảy qua luôn. Nhảy luôn vậy các bạn. Mình chơi không? Trời cú nhảy ghê quá. Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hành trình về đi dọc các tỉnh miền Tây nha các bạn. Thì mình sẽ quay lại cho các bạn một cái cuộc hành trình về miền Tây. Hiện tại là mình đang buổi trưa, mình ghé vào ăn cơm trưa nên là và thấy một cái vườn mít nha các bạn. Vườn mít Thái trái nhiều lắm nên là mình quyết định ghé quay lại cho các bạn xem nha các bạn. Rồi đây này, các bạn nhìn thấy những trái mít nè, to quá to. Rồi mình sẽ quay lại cái vườn mít cho các bạn xem nha. Rồi các bạn đi với Cuộc Sống Sài Gòn TV về miền Tây nha. Thái to bên kia. Kia dập luôn á. Các bạn nhìn thấy không, những trái mít Thái này nhìn đẹp không? Bây giờ mình đi khám phá thư giãn nha các bạn. Mình đường phố thì đi nhiều quá rồi, các cái khung cảnh đi nhiều quá rồi, nay mình đi mộc mạc về thôn quê đi, về miền Tây đi, về miền Tây vỗ mít Thái đi các bạn thấy không? Cuộc Sống Sài Gòn TV hôm nay có hành trình về miền Tây nha các bạn. Đây là trên vườn mít Thái nè, ở trên là mít Thái, ở dưới là ao cá này các bạn nhìn thấy không, khá đẹp không, rất mộc mạc dân dã. Thư giãn nha các bạn, thư giãn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn dẫn các bạn đi về vườn xem mít Thái thư giãn nha. Đây những trái mít Thái rất đẹp, trái mít Thái rất ngon, chắc mít Thái cũng gần chín rồi các bạn ơi. Nguyên một vườn luôn này các bạn, nguyên một vườn mít Thái luôn này. Này những trái mít Thái này, mít siêu trái. Kia nè các bạn ơi, mít mà thấy cây tắc luôn nè. Các bạn thấy không, nè cây tắc ra trái này quá nhiều luôn, chua. Tắc này to lắm các bạn, ra trái chua lắm, thơm. Cái tắc này, mít Thái này. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV về vườn và quay lại cho các bạn những cái hình ảnh mộc mạc nha, thôn quê ở miền Tây. Đây là tại cái bè Tiền Giang này các bạn, cái dừa này. Có dừa nè, có mít Thái nè, có tắc nè, có mai nè. Đây những trái mít nè, những trái mít hấp dẫn không, chưa chín nha các bạn, chưa chín nguyên một trường luôn này. Các bạn nhìn thấy những cái trái tắc thơm không, chín thơm phức luôn không? Đã không các bạn, rất đã. Quay lại ở dưới là cái ao cá này nghe các bạn, dưới là ao cá, ở trên là bà con thường trồng mít. Đó nè, quà thư giãn thôi nha các bạn, hôm nay mình thư giãn thôi. Mấy bữa nay Cuộc Sống Sài Gòn TV giới thiệu về đường phố này, đời sống ẩm thực ở Sài Gòn cũng như là một số tỉnh thành đi qua nha. Thì hôm nay mình quyết định là quay cái cảnh là về vườn tham quan vườn mít nè. Đó thấy không, những cái mít nè. Wow, đúng thật sự là nhìn mít thấy đã quá các bạn hay. Phải không? Các bạn nhìn thích không? Lâu lâu lọt vào cái vườn mít nha các bạn. Những cái cây mít Thái này nó nhỏ thôi nhưng mà nó ra trái nhiều. Không bạn. Đó. Về thôn quê. Này. Mít nè. Wow, đó. Này các bạn, những trái mít Thái này tốt quá. Vỗ thử mà nó không chín các bạn ơi. Đó các bạn nhìn thấy không, những cái dải người ta trồng mít này. Nhìn trái mít hấp dẫn quá hả các bạn ơi, trái mít này. Đơn giản mộc mạc thư giãn nha các bạn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV thư giãn dẫn các bạn đi về miền Tây tham quan những cái địa điểm,
những cái nơi mà mình nghĩ là rất đẹp về một số tỉnh thành nha các bạn. Đi dọc hết về các tỉnh miền Tây. Và hiện tại là mình quay lại cái vườn mít nè. Vườn mít này cho các bạn xem. Vườn mít Thái này. Ồ, những trái mít Thái đã không? Nhiều lắm các bạn. Nguyên một dạp luôn cua lên. Các bạn bên kia nè. Nguyên một dạp mít Thái luôn nè. Phía bên đây nữa nè các bạn. Nguyên một vườn luôn. Bên này là không phá vườn mít Thái mà. Đây. Thấy không các bạn? Ồ đây. Ồ. Những trái mít Thái nè, đùm đùm luôn. Wow. Đã quá các bạn. Ồ. Mít Thái có giá lắm nha các bạn. À, bà con trồng á, đây là một trái này mình nghĩ mấy ký là mấy trăm ngàn á, một trái. Này. Đó, kho quá. Dọc luôn nè. Và phía bên đây cũng trồng mít luôn nè các bạn. Trồng mít Thái luôn nè. Mít Thái siêu trái. Wow, đó. Đã, nhìn trái mít Thái. Trái này. Xâm xê. Xâm xê là mít. Nhìn đã không các bạn. Quá thích luôn. Thư giãn chút nha các bạn. Trong những lúc căng thẳng nè, hoặc là nhảy qua luôn. Nhảy qua luôn các bạn. Mình chơi không? Trời cú nhảy ghê quá. Nè, bên đây nè các bạn. Thấy mình nhảy ghê không? Nhảy bên từ bờ bên kia qua bên này. Thấy không? Wow. Những cái mic đùm đề hấp dẫn quá các bạn nhỉ. Quá hấp dẫn. Nếu các bạn thích hãy thư giãn. Chúng ta làm gì hiện vậy? Nhiều lúc chúng ta phải thư giãn nha các bạn. À, phải có lúc thư giãn. Đây là những cây mai nữa các bạn. Cái mai này cũng gần tới Tết rồi. Hôm nay là tháng đầu tháng 11 rồi mà. Đầu tháng 11. Ủa nguyên không? Cuộc sống Sài Gòn TV dẫn các bạn đi tham quan vườn mít Thái. Đi. Wow. Không có trái này chín hết. Thường bà con canh tác là thường ở trên là trồng mít hay là trồng những cái loại cây ăn trái đó các bạn. Rồi xong rồi ở dưới là ao này là nuôi cá nha các bạn. Nuôi cá. Đây. Ủa, các bạn nhìn thấy không? Quá hấp dẫn. Nguyên một vườn mít mà. Wow, trớt gì to thế. À. À, các bạn thấy trớt gì to không? Wow, trớt mít kia bự ghê luôn. Quá bự luôn. Đùm luôn nè. Wow, cái mít kia ra sót trái luôn, sót cái đất luôn nè các bạn ơi. Ồ, thấy không? Thấy kinh khủng không? Thấy trái kinh khủng không các bạn? Thùm đè luôn. Mít Thái đó có giá trị về kinh tế nữa các bạn. Đây nữa nè. Cuộc sống Sài Gòn giới thiệu cho các bạn, dẫn các bạn đi tham quan vườn mít Thái nha. Kiểu này là phải. Trái này to ghê các bạn. Vỗ mít bịt mà không có trái này chín hết mà. Ngon không? Đặc biệt mình phát hiện một cây ổi nha các bạn. Cây ổi màu tím. Lạ không các bạn? Cái ổi màu tím nè. À, cái ổi màu tím nè các bạn. Ồ, lạ quá ta. Rồi hồi các bạn cứ cái thấy cái ổi màu tím chưa? Mình lần đầu tiên mình thấy cái ổi màu tím nè. Lá màu tím nè. Đi lạc vào trong cái vườn mít Thái mà gặp cái ổi màu tím nha các bạn. Rất lạ, hai cây luôn nè, ra bông nè. Nè, ra bông ổi màu tím nè. Bên kia là cái cây khế nó ra trái ghê luôn, chùm xà luôn các bạn. Cây bưởi nè. Cây bưởi nè, hai cây ổi màu tím nè các bạn, rất lạ. Hai cây ổi màu tím. Thấy chưa? Lạ không? Lạc vào vườn nha, đây là cây bưởi nè các bạn. Cây bưởi. Khoai. Khoai, thấy chưa?
khoai thơm thơm này, quá cho mít thì bự quá, chín rồi. Cái khóm này các bạn, khóm chưa ra trái, bưởi mít, đó là người bà con trồng sen canh nha các bạn. Dừa mít Thái nè, dừa các loại cây hoa màu liên quan như bưởi, bưởi nè, các loại khoai nè, hoặc là ổi nè các bạn, để sen canh là mình sử dụng. Rồi mình qua cầu nha. Ồ, thấy các bạn thấy cảnh cái khu vườn không? Khu vườn khá đẹp không? Hôm nay cuộc sống Sài Gòn đi về miền Tây, quay lại cái cảnh này cho các bạn xem. Một cái cảnh mộc mạc dân dã nha. Đi qua cầu này. Đó. Các bạn thấy không? Nhìn không? Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha của cuộc sống Sài Gòn TV. Nè. Ồ, cho mic này gần tiếng rồi. Cuộc sống Sài Gòn TV. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của mình nha. Cái khế ra trái ghê các bạn. Nhìn những trái khế này, cái khế ngon, cái khế chua này, khế ngọt đây nè, các bạn nhìn thấy không? Không biết khế chua hay khế ngọt. Khế chua quá. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.